Nữ y tá Mỹ, người Mỹ gốc Việt Nina Phạm vừa được xuất viện sau khi các xét nghiệm cho thấy cô đã không còn nhiễm virus Ebola. Theo tiến sĩ Anthony Fauci, Viện Y tế Quốc gia Mỹ thì họ đã tiến hành 5 xét nghiệm liên tiếp và kết quả cho thấy không còn virus Ebola trong máu của cô Nina Phạm. Ngay sau khi được xuất viện, cô Nina Phạm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Cô Nina Phạm là trường hợp bị lây nhiễm virus Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Cô cùng với nữ y tá Amber Vinson đã bị nhiễm virus Ebola trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia, đã qua đời hôm 8 tháng 10 vừa qua tại Mỹ. Hiện cô Amber Vinson cũng đã xét nghiệm với âm tính virus Ebola nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại một bệnh viện ở Atlanta.